Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Thì ở trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần môn toán đại cũng như là môn toán hình rồi đúng không nào? Trong vòng 4 tiết, từ tiết 1 tới tiết 4 ở môn toán. Như vậy thì trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em một cái đề kiểm tra một tiết môn vật lý, nó rơi vào tuần 10 tiết 10 của em nha. Nên là các em cứ hết sức thoải mái. Và nghĩa là thầy quay trước để có cái mà chúng ta có cơ sở để chúng ta ôn tập, từ đó chúng ta có thể làm cái bài kiểm tra đạt được cái thành tích cao hơn. Chứ còn đối với thầy thì thầy cũng không biết được là trường của mình ra được cái đề nằm ở chỗ nào và chính xác là câu nào đâu các em. Mà ở đây thầy ôn tập tới đâu thì thầy sẽ nhắc tới đó, có được không nào? Và vật lý lớp 7 thì nói chung nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì phức tạp, giống như vật lý lớp 8 và lớp 9 các em. Là thế nào? Bây giờ cũng giống như các lớp khác và cũng như là môn toán thì thầy sẽ quay ở cái đề trước để các em tự làm nha. Rồi các em sẽ bật lại clip của thầy để các em xem kết quả của thầy dạy nha các em nhé. Phần A là phần trắc nghiệm nha. Được chưa? Ok. Thầy lúc nào cũng lo lắng và nói chung là thầy theo sát với các em chứ không bao giờ bỏ các em đâu. Nên em cứ yên tâm và cứ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông. Thì từ khắc khi mà thầy quay những cái gì mới thì nó sẽ đưa cái thông báo tới điện thoại hoặc là trên máy tính của mình. Được chưa nào? Đó, có 7 câu trắc nghiệm em nhé. Được chưa? Cái phần B đó chính là phần tự luận em, gồm có 3 câu. Bài số 1 này, được chưa nào? Bài số 2 và bài số 3. Đây. Ok. Được chưa? Quá ư là rõ ràng đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta có thể tắt clip của thầy rồi chúng ta tự làm giùm thầy. Được chưa nào? Rồi chúng ta bật lên là sẽ có cái lời giải của thầy ở trong đó. Chúng ta sẽ đi sang phần trắc nghiệm nhé. Rồi, chúng ta đi sang phần A, đó chính là phần trắc nghiệm. Người ta yêu cầu là con tròn và chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sau. Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái câu 1 này. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật? Mắt của mình mà, nhìn thấy một vật. Khi nào các em? Câu A là khi mắt ta hướng vào vật. Hay nè. Câu B là khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật. Câu C là khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. Câu D là khi giữa vật và mắt không có khoảng tối. Như vậy thì ở đây các em thấy là ở trong sách giáo khoa thì thầy đã dạy cho em ở cái phần này rồi. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật, đó chính là khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta ở đây đó chính là đáp án C. Có được chưa nào? Thì cái này quá dễ các em ha. Đấy. Rồi, câu số 2. Nguồn sáng là gì? Nguồn sáng là vật gì đây các em? Tại vì chúng ta được học ở trong sách giáo khoa và chúng ta đã biết được nguồn sáng là gì rồi. Không, nguồn sáng là vật gì này? Câu A là tự nó phát ra ánh sáng. Có vẻ hợp lý đúng không? Câu B là hắt lại ánh sáng chiếu đến nó. Câu C là để ánh sáng truyền qua nó. Câu D là có bất kỳ tính chất nào nêu ở A, B, C. Như vậy thì nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Tại lấy ví dụ như là mặt trời chẳng hạn. Thì đó chính là một nguồn sáng. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây ta chọn thì đó chính là đáp án A. Nó tự nó phát ra ánh sáng. Được chưa nào? Ta đi sang câu số 3 các em nhé. Câu số 3. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào? Thì em đó chính là đường nào? Đó chính là đường đường thẳng hay đường gấp khúc hay đường cong hay là theo nhiều đường khác nhau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng luôn luôn truyền theo đó chính là đường thẳng các em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn lại đáp án D. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái câu số 4 các em nhé. Tia phản xạ, không? Tia phản xạ thì với lại tia tới này nọ thì chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Trên gương nằm trong cùng một mặt phẳng với gì đây? Tia tới và đường vuông góc với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới, đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới và đường pháp tuyến với gương. Thì ở trong quá trình vẽ hình và chúng ta được học ở trong sách giáo khoa thì em thấy là tia phản xạ trên gương nằm trong cùng một mặt phẳng, nằm trên cùng một mặt phẳng
với những em chắc chắn là với tia tới là không, với tia tới, và đồng thời đó chính là cái đường pháp tuyến với gương, được chưa nào? Thì đáp án chính xác chúng ta ở đây đó chính là đáp án đáp D. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái việc khoanh tròn các chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng của bốn câu này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo, đó chính là cái phần là tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây các em nhé. Chỗ các em có con bồ hóng em, cứ nó bu vào con mắt khó chịu ghê luôn em, bu mình ngứa ngứa khó chịu ghê. Ở đây là câu 5, câu 6, câu 7 em, cũng là một hình thức trắc nghiệm nhưng mà chúng ta phải điền vào chỗ trống này các em thấy nè. Câu số 5 em, vùng nhìn thấy của gương cầu lòi chấm chấm chấm, vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là vùng nhìn thấy của gương cầu lòi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước em, nó rộng hơn hay hẹp hơn em? À, vùng nhìn thấy của gương cầu lòi, em thấy là các cái gương của ô tô em hay là gương xe máy thì người ta hay sử dụng đó chính là gương cầu lòi để người ta quan sát ở phía đằng đằng sau, đặc biệt là gương ở tay trái, có đúng chưa nào? Như vậy thì chắc chắn cái vùng nhìn thấy của gương cầu lòi nó sẽ rộng hơn em nhé, nó sẽ rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, được chưa? Đó. Câu số 6 em, khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng chấm 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 như thế nào so với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương em? Bằng nhau hay lớn hơn hay là nhỏ hơn? Khoảng cách, thì đọc là này, khoảng cách từ một điểm trên vật đến gương phẳng chúng ta phải hình dung được nhá, như thế nào so với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương thì chắc chắn sẽ như nào? À, bằng nhau em nhé, bằng, như là bằng cái khoảng cách, chúng ta ghi chữ bằng nha. Câu số 7 em, ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là chấm 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 và ảnh chấm chấm vật ha. Như vậy ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh gì các em? À, nó chính là ảnh ảo và ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật các em? Chắc chắn là lớn hơn vật, được chưa? Thì đó chính là toàn bộ cái phần trắc nghiệm của chúng ta. Các em có hiểu không nào? Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần B, là phần tự luận luôn em nha. Như vậy thì cái đề này thầy chỉ giải quyết cho em trong một clip thôi, được chưa? Thông thường thì thầy sẽ làm phần tự trắc nghiệm một clip và tự luận một clip, nhưng mà do cái đề này nó cũng khá ngắn và đơn giản nên thầy sẽ làm trong một clip cho em nha. Bài số 1, hãy giải thích hiện tượng nhật thực, vùng nào trên trái đất quan sát được nhật thực toàn phần. Như vậy ở đây nó có hai ý em nha. Như vậy hãy giải thích hiện tượng nhật thực trước. Như vậy nhật thực nó xảy ra như thế nào các em? Khi như nào? Khi trái đất bị gì? Bị anh nào chi khuất em? À, khi trái đất bị mặt trăng chi khuất, không được mặt trời chiếu sáng, có được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em ghi em thầy là nhật thực, được chưa nào? Xảy ra khi trái đất bị mặt trăng che khuất, không được mặt trời chiếu sáng. Ok, người ta hỏi các em tiếp này, vùng nào trên trái đất quan sát được nhật thực toàn phần? Như vậy thì nhật thực toàn phần hay là một phần không nào? Quan sát được ở chỗ có bóng tối hay là bóng nửa tối em của mặt trăng trên trái đất, được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là nhật thực toàn phần. Cái những cái phần này chúng ta đã học hết rồi các em nhé, bây giờ chỉ việc kiểm tra lại để xem được các em còn nhớ hay không. Nhật thực toàn phần hay gọi là hay một phần, một phần nào đó đó quan sát được ở chỗ nào các em? Ở chỗ có bóng tối hay là bóng nửa tối của mặt trăng trên trên trái đất,
chưa? Đó. Ok. Rồi, ta sẽ đi sang cái câu số 2 game nhé. Câu số 2. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 2 game. Chúng ta đi sang câu số 2. Cho vật sáng AB đặt trước cái gương phản như hình vẽ. Đây là cái gương này, cái vật em. Để thầy dùng thước nhé. Để thầy chờ thầy lấy cái thước này. Đây. Thầy sẽ vẽ hình vào để mà thầy vẽ cái ảnh của nó nhé. Đây là gương em, đây là gương phẳng này, đây là cái vật AB đặt được gương. À, bây giờ người ta yêu cầu mình làm gì đây? Hãy vẽ ảnh A phẩy B phẩy của AB qua gương phẳng. Đây nha. Thế như nào? Như vậy thì để vẽ ảnh này thì rất là dễ. Tôi nói đây là vuông góc này. Đó. Định ghi A phẩy là đối với A. Như vậy đây chính là A phẩy này. Đây là vuông góc này. Cái khoảng cách em. Khoảng cách từ cái điểm. Từ cái điểm này tới gương. Nó sẽ bằng với khoảng cách cái ảnh, hai cái khoảng cách này bằng nhau. Đây chính là B phẩy và chỗ này là vuông góc. Sau đó các em sẽ nối A phẩy B phẩy, đánh dấu mũi tên này đây. Rồi xong câu A nha các em nha. Người ta hỏi các em là gì đây? Khi nào ảnh và vật song song với nhau thì đơn giản rồi, ảnh và vật song song với nhau khi mà cái vật này nó đặt song song với gương. Các em hiểu không? Đây là câu A này. Người ta hỏi các em là khi nào ảnh của vật và vật song song với nhau, là các em trả lời thầy là khi khi ảnh và vật đặt song song khi ở đây người ta hỏi là khi nào ảnh và vật song song nhau thì các em trả lời thầy là khi ảnh ở đây bỏ chữ và vật đi. Khi ảnh đặt song song với gương phẳng thì khi đó chắc chắn ảnh này cũng sẽ song song theo. Em bỏ chữ vào vật đây nha. Khi ảnh đặt song song với gương phẳng, nghĩa là ví dụ ta hình dung, ví dụ như đây là cái vật song song đi, đặt song song gương này thì cái ảnh dưới đây nó cũng sẽ song song. Em hiểu chưa? Ta đi sang câu số 3 em nhé. Ta đi sang câu số 3 em. Trên hình vẽ, tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng cho góc tạo bởi tia SI và mặt gương bằng 35 độ, vẽ tia phản xạ, tính góc phản xạ. Như vậy thì ở đây thầy sẽ tiếp tục vẽ cho các em. Ở đây chúng ta sẽ có là gương ở đây, gương phẳng này. Được chưa nào? Ở đây người ta nói là gì? Trên hình vẽ, vẽ cái tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng cho góc tạo bởi cái tia SI và cái mặt gương là bằng 35 độ em. 35 độ. Như vậy thì ở đây chính là cái đường pháp tuyến này. Đường pháp tuyến N này. Như vậy thì 35 độ thì tầm này ha. Như vậy thì đây chính là cái tia tới SI, cái được chưa nào? Và cái góc này này, cái góc này người ta cho chúng ta là 35 độ ha. Chúng ta ký hiệu ở đây là góc Y, được chưa nào? Vẽ tia phản xạ, tia phản xạ thì ở đây đây cái tia phản xạ này các em. Đây IR đó, được chưa nào? Tính góc phản xạ thì tính góc phản xạ ở đây, như vậy tính góc phản xạ là tính góc này này, như vậy ở đây là tổng ở đây là 90 độ đúng không? Mà đây 35 độ thì chứng tỏ góc này là 55 độ,
thì góc đây cũng sẽ là 55 độ. Các em hiểu nào? Như vậy thì cái góc ở đây là góc vuông. Góc vuông nghĩa là góc này sẽ bằng 90 độ. Mà ở đây người ta nói là gì? À, cái góc tạo bởi cái tia SI và cái mặt gương 35 độ thì chứng tỏ các em sẽ lấy 90 độ trừ cho 35 độ ở đây thì ra được cái góc. Đây là góc tới nha. Góc tới đây sẽ là cái góc SIN là bằng 55 độ, mà góc tới thì sẽ bằng góc phản xạ, thì góc phản xạ đây sẽ là 55 độ. Các em hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là cái góc tới sẽ bằng cái góc phản xạ và đây sẽ bằng 55 độ các em nha. Ok, hiểu nè. Đó, nó đơn giản như vậy thôi các em. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ cố gắng quay thêm một số clip nữa, nếu thầy rảnh thì thầy sẽ làm tiếp thêm một số clip nữa để cho các em học, để có cái mà chúng ta tham khảo nha. Các em nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông và đồng thời like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng cho thầy nha. Clip quảng cáo ủng hộ thầy. Ok, cảm ơn em, bye bye nha.